Thì đây này có bán chị, có bán chị mình nhận ra đây là cái gì không ạ? Đây. Chắc hẳn có bán chị mình đã nhận ra cây này đúng không ạ? Đây là cây mua. Mua thường hoặc gọi là mua bà hoặc gọi là giả mẫu đơn. Đó. Cây này thì rất thân thuộc với người dân Việt Nam chúng ta rồi đúng không cô bác anh chị mình? Mua thì có nhiều loại mua, ví dụ như mua đỏ. Mua đỏ thì nó cao lắm, cây này cây mua 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 thường này thì nó cao cỡ 2 mét đổ lại thôi, hơn 2 mét đổ lại thôi. Còn cái cây mua đỏ đó là nó cao khoảng có những cây nó cao khoảng tầm hơn 4 mét rưỡi. Và cái mặt dưới lá của nó có lông. Còn cây mua này á là cái lá ở dưới mặt lá nó không có lông nè, cô bác anh chị mình thấy không ạ? Ở trên cũng không có lông. Đó, đây. Và cái trái của nó, đây, mình sẽ cho các bác chị mình xem cái trái của nó đây. Trái của nó cũng không có lông của bác chị mình nè. Ha. Kế nữa là cây mua núi. Mua núi thì cái loại mua núi thì nó sẽ bò dưới đất á, và cái thân của nó mọc mọc rễ và nó bén ở dưới đó. Đó. Hai nữa là thứ ba nữa là mua lông. Mua lông thì nhánh nó có rất là nhiều lông. Nhánh đó, nhánh và cành và lá và trái của nó rất là nhiều lông. Còn cây này thì cô bác anh chị mình thấy nè, ít lắm. Đó, đó là gọi là mua lông. Tính vị của cây mua này, cây mua thường này nè. Mua này là mua thường hoặc mua bà hoặc là giả mẫu đơn ha. Mua này mình gọi là mua thường. Tính vị của nó thì chua chát và tính bình. Nó không nóng mà cũng không có lạnh. Cho nên người nào tỳ vị hư hàn hay là người nào nóng bệnh gì cũng có thể là sử dụng được cây mua này. Rồi, công dụng của nó khi chúng ta chiết xuất từ cái lá của nó ra thì nó có tính chất là hạ huyết áp. Rồi khi mà chúng ta chiết xuất từ thân của nó ra thì nó có khả năng chống oxy hóa. Chống oxy hóa và ngăn ngừa một số bệnh thoái hóa thần kinh. Ngoài ra nó còn có tính kháng khuẩn và ức chế được vi khuẩn gây bệnh, rất tuyệt vời. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào những bài thuốc ha, những bài thuốc ha. Sau những chị em nào mà sau khi sinh á thì mình sẽ hái một cái hoa như thế này. Những chị em nào mà sau khi sinh mà bị gọi là ưu huyết á, ưu huyết sau sinh thì chúng ta sử dụng cái cây mua này như thế nào? Các anh chị mình lấy cho Hải 20g. 20g cái lá mua. Khô và sao vàng. Nhớ là 20g lá mua khô và sao vàng, lấy cái lá ha. Mỗi bộ phận của nó đều sử dụng được nhưng á chúng ta sử dụng là tùy theo cái bệnh của chúng ta. Rễ của nó cũng sử dụng được, thân của nó cũng sử dụng được và lá của nó cũng sử dụng được, trái của nó cũng sử dụng được. Nhưng mỗi cái bộ phận thì mỗi bệnh khác nhau, trị mỗi bệnh khác nhau. Rồi, chúng ta đã có 20g cái lá của cây mua rồi mà khô sao vàng. Lấy thêm cho Hải 20g cái cây mè đất khô. Cây mè đất là cái gì thì Hải sẽ để trên màn hình cho các anh chị mình tham khảo ha. Hai loại này đều 20g và khô và sao vàng hết. Bỏ một cái nồi đổ cho Hải hai chén, ba chén nước nấu sắc lại coi Hải còn hai chén. Ba chén nấu sắc lại cho Hải còn hai chén ha. Và chia làm hai lần uống trong ngày, uống trước bữa ăn 5 phút. Mỗi lần một chén. Rất tuyệt vời không cô bác anh chị. Rồi khi mà cô bác anh chị mình bị viêm gan rồi viêm ruột nè, rồi đi cầu phân đen nè, rồi khi mà chúng ta bị va quẹt hay là bị gì đó, bị sưng tấy, sưng cơ bắp á, sưng tay sưng chân rồi đó, nhưng mà chúng ta bị va quẹt nha. Thì cô bác anh chị mình lấy cho Hải 60g. 30g đến 60g cái cây khô. Cái thân cây á, cái thân cây khô. Rồi các bác anh chị mình bỏ một cái nồi đổ cho Hải một lít nước nấu sắc cho Hải còn 700ml nước và chia làm 3 lần uống trong ngày. Đó. Và uống sau khi ăn 5-10 phút. Đó. Những cái bài thuốc trị viêm ruột, viêm gan rất đơn giản như thế này mà rất ít người biết. Đó các bác anh chị mình thấy tiếc chưa? Cách thứ hai là các bác anh chị mình lấy cho Hải 12g cái rễ khô. Đó, hồi nãy mình dùng thân đúng không? Giờ mình dùng rễ. Rễ khô. Rồi 12g cái lá cây mỏ quạ khô. Cây mỏ quạ Hải cũng đã nói rất nhiều trong kênh rồi. Hai loại đều khô và hai loại đều 12g hết. Và các bác anh chị mình cho vào một cái nồi, đổ cho Hải 1 lít nước nấu sắc còn 700ml nước. Và chúng ta sẽ chia làm 3 lần uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút. Đó. Rồi khi mà các bác anh chị mình bị gọi là bị xuất huyết tử cung
xuất huyết tử cung rất đơn giản thôi các bác chị, nhưng á rất ít người biết luôn, cho nên á thì nó rất là tiếc. Thì khi mà chúng ta bị xuất huyết tử cung thì các bác chị mình lấy cho hai cái trái nè, cái trái này 15 gram, và chúng ta sẽ sao cháy đi. Khi mà chúng ta trước khi chúng ta sao cháy đó là nó sẽ tươi, chúng ta lấy trái tươi này nè, trái tươi thôi, và chúng ta khỏi cần phơi khô, sao cho nó sao lửa lớn cho nó cháy xém bên ngoài đi, rồi chúng ta sẽ bỏ một cái nồi, đổ 3 chén nước nấu sắc, còn 1 chén và uống một lần, sắc chắc lấy nước uống một lần, mỗi ngày chúng ta có thể uống 2 lần, đó, rất đơn giản thôi các anh chị, tuyệt vời chưa? Rồi khi mà chúng ta ăn những cái vô tình ăn những cái cây cây mì á, mì cao sản đó mà chúng ta bị say á, gọi là bị say á, thì chúng ta cũng lấy có thể sử dụng cây mua này để giải độc nè. Các anh chị mình lấy cho Hải là 60 gram hoặc đến 100 gram cái lá hoặc là cái rễ của cây mua này tươi. Các anh chị mình đổ cho Hải 2 lít nước nấu sắc còn 1 lít và uống trong ngày, như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta giải độc sắn. Sắn hay củ sắn là củ khoai á, củ khoai củ mì á, mà cao sản á đó, rất tuyệt vời không các anh chị. Rồi thì cũng đã xong, thì cuối video Hải cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.